là mình sẽ phản ứng của tôm khi mất con như nào. Tôm, cho mượn một con nha. Mượn nha, mượn tí trả. Mượn luôn nhá, mượn luôn con đực nhá. Ha, con đực kìa. Con đâu? Đi ra thay cái thảm nào, nhanh đi. Dậy, 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 để thay cái thảm. Dậy, đi đi. Con có tôm đâu? Hả? Con đâu? Đâu? Xem nào. Đâu? Con đâu? Con đâu? Vứt con vào thùng rác đi. Cho con tôm vào đây. Con này sâu gió mày, sâu gió mày. Phản ứng của Minh Tôm hả? Con tôm ở trên này đâu? Nhầm à? Làm gì có ai ở đây đâu? Không có ai cả. Đi vào đếm đi, đi vào đếm con đi. Đủ chưa? Đủ con chưa? Sâu đây. Ôi trời ơi, cái mặt cũng giống mẹ phết đấy. Là giống mẹ. Hả? Có đủ không? Không đủ á? Tôm nhìn lại đi, đếm mấy đứa. Đâu xem vào. Đếm đi. À, ba đứa. Còn ba đứa. Đâu xem, đếm lại nào. Một. Đây đủ rồi nhá. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi nhá. Hoan. Còn em mèo nữa này. Mô hình mèo. Nào 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 nào. Quay mặt ra đây. Sắp mở mắt chưa nhỉ? Sắp mở mắt rồi. Mắt tí hí rồi. Tí hí thôi chứ chưa mở. Ô, em mày có cái mụn đen đen gì ở mũi ấy. Ừ, nhếch mép. À đây. Chân đẹp chưa? Trời ơi. Trắng trắng hồng hồng. Kêu đi. Tu tu xịch xịch, tu tu xịch xịch. Vứt vào thùng rác. Cho con của tôi vào thùng rác nhá. Nào, đi ra vào. Hả? Đổ vào đây nhá. Đổ, đổ con tôm vào đây nhá. Úi dồi ôi. Thế tha con về nào. Ô đi đâu đây? Tôm đi đâu đây? Không gọi con về à? Gọi con về, nhanh lên. Cắp về xem nào. Cắp. Nhẹ thôi con, nó đau. Nôi về. Ái da. Rồi được rồi, còn mấy con nữa mà. Mới được một con, nhanh. Nhanh lên thôi mày. Nào, con lũ rồi.